qua điều tra cảnh sát phát hiện, bà Lại, người phụ trách công ty di dân quốc tế Tráng Rúng, bị tình nghi hỗ trợ làm hộ chiếu giả. Vì vậy đã được tại ngoại sau khi ký lệnh cấm xuất cảnh và nộp một triệu đài tệ tiền bảo lãnh. Theo cơ quan kiểm sát phát hiện, từ năm 2018 đến năm 2020, công ty di dân quốc tế Tráng Rúng đã thông qua người môi giới nhận làm hộ chiếu dịch vụ. Có phụ huynh vì muốn cho con đi du học ở nước ngoài nên đã tìm đến công ty này. Nào ngờ sau đó phát hiện thực ra hộ chiếu đã bị quá hạn. Khi vào website của công ty này sẽ thấy nội dung quảng cáo nhận làm hộ chiếu quốc gia thứ hai và tiến cử Cộng hòa Guinea-Bissau thực ra là một nước rất nhỏ ở châu Phi. Cũng quảng cáo có thể làm thủ tục đi du học tại châu Âu, Mỹ và Canada, thậm chí nói rằng có thể xin được quốc tịch hợp pháp với chi phí chỉ cần 490.000 đài tệ. Doanh nghiệp này từng quảng cáo hộ chiếu loại này không những giúp trẻ em có thể du học nước ngoài, mà cũng có thể đứng tên bất động sản tại nước ngoài để lách thuế, nhưng từng có người bị mắc lừa đã nhờ nghị sĩ giúp đỡ lên tiếng tố cáo. Cơ quan kiểm sát sau khi nắm bắt chứng cứ đã triển khai điều tra theo tội danh lừa đảo và giả mạo giấy tờ. Theo chuyên gia về di dân cho biết, sau khi sở hữu hộ chiếu của một số nước nhỏ ở châu Âu hoặc một số quốc gia Đông Nam Á, có thể đến học các trường ở nước ngoài mà không cần xét quốc tịch, chỉ cần giấy tờ là người nước ngoài sẽ được nhập học. Doanh nghiệp bất lương đã kiếm bộn nhờ bán hộ chiếu giả, phụ huynh vì tương lai con em chúng ta nên rất chịu chi không ngờ cuối cùng mất tiền oan